Đi lên trường đội trên đầu lầu đá mây trắng, trăng nằm lên mặt trời, mưa thì cười và má hay nắng, những nụ cười làm cho lòng đang bồn bề bồn hoáng ngay ngắn. Lên trên này thấy các em, anh mới thấy mình quá may mắn. Mặt trời vàng như trứng chiên khi mà em đứng thẳng, núi và đồi phải đứng nghiêng, con đường quanh co quá em cho lượng như cánh chim. Mai sau lớn em bơi giữa đời, em được khỏe như ánh vương. Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành, như cây mọc lên từ đất phải đường chốc thì nó mới mọc cành. Học cách bảo thêm hạnh phúc để cành đó mọc ra những điều lành, vì những số phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành. Nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Kìa mây mây ngang đầu, kia núi núi lo nhỏ, cùng em trên con đường đường bé xíu quanh co, băng qua những ngọn đồi, thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn, và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em. Nấu cho các em ăn dù anh không là đầu bếp giỏi, cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. Anh thấy những vị khách nhỏ ăn hết sạch những đồ ngon thơm, vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. Nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ, khi có tri thức em thấy con hổ không còn hung dữ, và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà. Lúc ấy thì mấy khe sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm rà. Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó. Tụi mình nhìn các em để biết những gì mình cần, những gì mình có. Tụi mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái bụng về chiều. Tụi mình tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều. Vì cho đi những nụ cười, những buồn phiền sẽ trôi rất xa. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Yo. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Gấp đôi gấp ba. Em thấy bầu trời, em thấy núi đồi, mặt hồ trong veo, mong chân sẽ cứng và đã luôn mềm trên mỗi con đường. Từ ngày em qua, mặt trời trong trái tim hồng vang trong lòng một tiếng gà chuông. Mong cho cây lá lên mầm, mong cho trời thuận gió và mưa. Thôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan, và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm thế. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy.